Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chăn nuôi an toàn dịch bệnh, giải pháp phát triển bền vững. Bắc Ninh bổ sung 85 tỷ đồng tu bổ đê địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên tiết kiệm trên 2,3 tỷ đồng giúp hội viên nghèo. Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đã diễn ra trong ngày hội dân tộc Thái tại tỉnh Điện Biên. Công an xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên tăng cường trấn áp tội phạm ma túy. Những năm gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều dịch bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi. Trước thực trạng này, ngành nông nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích người chăn nuôi xây dựng trang trại chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Những năm trước đây, mặc dù trạm nghiên cứu giống gia cầm Cẩm Bình đã áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho đàn gia cầm theo quy trình, nhưng vẫn có những thời điểm đàn gia cầm bị mắc một số bệnh dịch nguy hiểm. Từ khi áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, được Chi cục Thú y tỉnh cấp chứng nhận trang trại an toàn dịch bệnh và thường xuyên lấy mẫu kiểm tra định kỳ, nên hơn 10 năm nay tại trang trại không xảy ra bệnh cúm gia cầm, việc mua bán sản phẩm gia cầm thuận lợi hơn. Trong quá trình chăn nuôi thì chúng tôi đã áp dụng tất cả các biện pháp. Thứ nhất là kiểm soát từ con người đến dụng cụ. Bên cạnh đó thì để cho an toàn thì thực hiện các cái biện pháp mà luật thú y mình đề ra, ví dụ như là tổng vệ sinh hàng ngày, sử dụng các thuốc sát trùng cũng như là vôi bột. Theo tổng hợp của Chi cục Thú y tỉnh, toàn tỉnh hiện có 48 trang trại chăn nuôi áp dụng phương pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh, trong đó có 32 trang trại chăn nuôi áp dụng chăn nuôi an toàn với bệnh lở mồm long móng và bệnh dịch tả lợn cổ điển, 12 trang trại an toàn với bệnh cúm gia cầm H5N1, 4 trang trại an toàn với bệnh Newcastle. Đối với việc cấp chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh, ngoài cái tiêu chuẩn về đàn vật nuôi khỏe mạnh, cũng như là các cái quy định về việc lấy mẫu giám sát dịch bệnh ấy, thì chúng tôi còn thẩm định về điều kiện vệ sinh, rồi là thẩm định về quy trình tiêm phòng vaccine, quy trình chăn nuôi đối với các cơ sở thực hiện các cái việc đảm bảo, thì khi mà đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của thông tư 14/2016 của Bộ Nông nghiệp thì chúng tôi mới thực hiện cấp phép để đảm bảo cái trang trại thực sự an toàn. Kết quả tích cực từ việc áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn dịch bệnh là cơ sở để các trang trại chăn nuôi tiếp tục nhân ra diện rộng, hướng tới xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, mở ra cơ hội xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi, tạo sự phát triển an toàn bền vững và nâng cao hiệu quả sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược để thay thế kháng sinh trong chăn nuôi nói chung, chăn nuôi gà nói riêng là giải pháp kỹ thuật nhằm kích thích sinh trưởng, hạn chế dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho vật nuôi, cho người chăn nuôi và an toàn thực phẩm. Giải pháp này được áp dụng thành công ở Sơn La, mở ra một hướng đi mới cho người nông dân học tập mở rộng mô hình nuôi gà kiểu mới này. Đàn gà trên 1.000 con của Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng Tâm tại bản Ca Láp, xã Triềng Ngần, thành phố Sơn La nuôi đã gần 3 tháng chuẩn bị xuất bán. Gà khá khỏe mạnh, ăn tốt, béo. Theo nhân viên kỹ thuật của Hợp tác xã cho biết, đàn gà giống đầu vào là gà ri được nhập từ Viện Chăn nuôi Quốc gia và được nuôi theo quy trình nuôi gà thả vườn. Tuy nhiên, việc chăm sóc lại được áp dụng theo một phương pháp mới, đó là pha trộn các loại thảo dược vào thức ăn. Ưu điểm của mô hình này là gà sinh trưởng nhanh, ít dịch bệnh do sử dụng thức ăn, nước uống có nguồn gốc thảo dược. Con gà này thì nó có cái nguồn gốc là cái kháng sinh tự nhiên, chúng tôi không dùng cái kháng sinh công nghiệp. Bởi vì là trong cái thức ăn là chúng tôi đã bổ sung cái nguồn gốc thảo dược lẫn vào trong cái thức ăn để nó tạo cái sức đề kháng tự nhiên cho con gà. Và hai nữa là chính về cái thảo dược cho ăn kèm cùng thức ăn thì cái chất lượng thịt sản phẩm con gà nó sẽ thơm ngon và ngọt thịt, và có cái độ dai mềm chứ không bị bở thịt. Cũng theo nhân viên kỹ thuật chăn nuôi của Hợp tác xã cho biết, nguồn thức ăn nước uống sử dụng trong mô hình này có nguồn gốc sinh học, trong đó có nhiều cây thuốc nam được pha trộn vào nguồn thức ăn như xuyên tâm liên, xả đất, dầu xả, dầu khuynh diệp, lá tỏi khô. Hoàn toàn không sử dụng chất tăng trưởng, chất kháng sinh, hầu hết nguyên liệu đều sẵn có, dễ kiếm, thân thiện môi trường. Hiện nay, Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng Tâm và Trung tâm Dạy nghề Hỗ trợ Nông dân tỉnh Sơn La đang tiếp tục phát triển mô hình chăn nuôi gà thảo dược với hệ thống chuồng trại, sân vườn đủ tiêu chuẩn duy trì thường xuyên từ 5 đến 6.000 con gà, đồng thời liên kết với các hội viên nông dân trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi,
xây dựng các mô hình vệ tinh, tìm kiếm thị trường bao tiêu sản phẩm. Việc áp dụng thành công mô hình gà thảo dược sẽ mở ra một hướng đi mới trong việc phát triển các loại nông sản sạch, an toàn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định số 1595 về việc phê duyệt bổ sung dự án tu bổ đê điều địa phương năm 2019, trong đó dành thêm 85 tỷ đồng kinh phí xây dựng cho các hạng mục thuộc dự án bổ sung này. Trong đó quyết định nêu rõ, đảm bảo công tác phòng chống lụt bão trước mắt và lâu dài, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại của người dân khu vực ven đê và ứng cứu hộ đê khi cần thiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định bổ sung và giải pháp thiết kế đối với các dự án tu bổ đê điều địa phương năm 2019 ở các hạng mục cứng hóa mặt đê phần tiếp giáp với khu dân cư, xử lý nứt gãy mặt đê, xây dựng dốc lên đê phía đồng để thuận lợi cho công tác phòng chống lụt bão và giao thông đi lại của người dân ở đoạn từ km 0 900 đến km 1 500 đê bối Cảnh Hưng, huyện Tiên Du. Đoạn từ km 2 cộng 140 đến km 2 cộng 250 đê bối Cảnh Hưng, huyện Tiên Du cũng được tiến hành cứng hóa mặt đê phần mở rộng và mặt đê phần tiếp giáp với khu dân cư dài 168 m, tổng mức đầu tư khoảng 85 tỷ đồng, không tăng kinh phí so với quyết định số 371 ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và quyết định số 394 ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10, đoàn công tác của thành phố Daejeon, Hàn Quốc có nhiều hoạt động tình nguyện tại xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Trong thời gian hoạt động tình nguyện tại địa phương, các tình nguyện viên đến từ thành phố Daejeon, Hàn Quốc còn tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, cắt tóc miễn phí, dọn vệ sinh, quét sơn lại nhà văn hóa thôn, tặng 70 cặp sách đồ chơi, đồ dùng học tập cho nhiều trẻ em, tổ chức thăm hỏi động viên và trao tặng 170 suất quà cho hộ nghèo, người cao tuổi tại địa phương với tình cảm yêu thương chân thành, đoàn kết, hữu nghị. Con cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi được nhận quà của các cô, các chú ở Hàn Quốc. Con hứa sẽ học thật tốt để không phụ lòng các cô, các chú. Công tác thiện nguyện của Hàn Quốc mang một ý nghĩa hết sức quan trọng, mang cái tình đoàn kết và cái gắn bó giữa hai dân tộc và hai nước nói chung. Chúng tôi là cảm nhận với và học hỏi rất nhiều điều của đơn vị nước bạn, là với tinh thần trách nhiệm cao. Chuyến hành trình thiện nguyện đã khép lại, tuy nhiên tinh thần của sự đoàn kết hỗ trợ của các tình nguyện viên đến từ thành phố Daejeon, Hàn Quốc đã để lại dư âm tốt đẹp trong lòng người dân xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi nói riêng và người dân Hưng Yên nói chung. Đây cũng là những trải nghiệm quý báu, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đất nước Hàn Quốc và Việt Nam. Bằng nhiều cách thức khác nhau, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã tuyên truyền vận động chị em tại chi tổ tiết kiệm trên 2,3 tỷ đồng, ủng hộ hội viên nghèo phát triển kinh tế. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mỹ Hào đã vận động hơn 20.000 lượt hội viên tại 85 chi tổ thực hành tiết kiệm được trên 100 triệu đồng, nâng tổng số tiền tiết kiệm tại chi hội hiện nay lên hơn 2,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã giúp cho trên 460 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hội còn phát động xây dựng 7 mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm với sự tham gia của gần 200 cán bộ hội viên phụ nữ, thu gần 2 tỷ đồng hỗ trợ hội viên nghèo ổn định cuộc sống. Trong những năm qua, cuộc vận động Quỹ vì người nghèo đã được thành phố Bắc Ninh đặc biệt quan tâm và triển khai sâu rộng, trở thành phong trào thường xuyên liên tục, tạo sức lan tỏa rộng khắp và được đông đảo tầng lớp nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Cuộc vận động đã thực sự phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để hỗ trợ giúp đỡ nhiều hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những năm qua, cuộc vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo ở thành phố luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của nhiều cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Riêng trong năm 2018, Quỹ vì người nghèo các cấp thành phố đã vận động được tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 39 nhà đại đoàn kết với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi tặng quà hàng trăm suất quà cho hộ nghèo nhân dịp lễ Tết
mua xe đạp tặng học bổng, hỗ trợ con em hộ nghèo đi học. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, các đồng chí lãnh đạo thành phố và các cơ quan đơn vị xã phường trên địa bàn đã đăng ký chung tay giúp đỡ gần 200 hộ thoát nghèo trong năm 2018. Phát động đợt cao điểm ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2019, các đồng chí lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố và nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đã trực tiếp ủng hộ và đăng ký ủng hộ với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Để phát huy hiệu quả nguồn quỹ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng chặt chẽ theo phương châm đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đúng đối tượng, trong đó tập trung hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết, giúp đỡ các gia đình và học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã chủ động làm việc với các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, triển khai xây dựng các hạng mục bảo vệ môi trường theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, đồng thời đôn đốc xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống thu gom nước thải, khu tập kết chất thải, đảm bảo cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh. 6 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đều có nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, trong đó nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Đồng Văn 1, Đồng Văn 2, Đồng Văn 4, Hòa Mạc và Châu Sơn đã vận hành ổn định và được lắp đặt quan trắc tự động. Tổng lượng nước thải thu gom đạt trên 13.500 mét khối một ngày đêm. Riêng nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Đồng Văn 3 đã xây dựng xong nhưng chưa vận hành do nước thải đổ về ít. Cùng với nhà máy xử lý nước thải tập trung, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng trạm xử lý nước thải nội bộ của doanh nghiệp, xử lý đảm bảo yêu cầu trước khi thải vào đường thu gom chung của khu công nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, hoạt động từ trước năm 2010 chưa có trạm xử lý mà thải trực tiếp vào đường ống của khu công nghiệp, dẫn đến tình trạng nước thải thu gom về các nhà máy, chất lượng không đồng đều, khó khăn trong khâu xử lý, làm tăng chi phí. Thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục phối hợp với các sở ngành, tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trong các khu công nghiệp, chú trọng ngay từ khâu cấp phép cho doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, tiến hành rà soát các doanh nghiệp chưa có trạm xử lý nước thải, chất thải và khí thải tại nguồn, buộc phải đầu tư trạm xử lý trước khi xả thải ra môi trường, thường xuyên có những đánh giá về chất lượng môi trường trong các khu công nghiệp. Huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình hiện có trên 30 trường học tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được các nhà trường tập trung chú trọng thực hiện nhằm giúp cho các em phát triển một cách toàn diện cả về trí lực và thể lực. Trong đó, các trường hợp thực hiện nghiêm việc lựa chọn nguồn cung cấp thực phẩm uy tín, có địa chỉ rõ ràng và thực hiện ký hợp đồng cam kết trách nhiệm đầy đủ. Bếp ăn phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhân viên cấp dưỡng cũng thường xuyên được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ theo đúng quy định. Thực đơn bữa ăn cho học sinh được các nhà trường thay đổi theo ngày, tuần và theo mùa, đồng thời lựa chọn các loại thực phẩm an toàn, giàu dinh dưỡng để cung cấp bữa ăn cho trẻ. Việc chế biến thực phẩm cũng được nhà trường tuân thủ theo đúng nguyên tắc một chiều. Ngoài ra, hàng ngày nhà trường đều thực hiện lưu mẫu thức ăn trong 24 giờ để chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm. Theo định hướng xây dựng trường học điện tử, cơ quan quản lý giáo dục điện tử, những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và giảng dạy đã được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Nam triển khai tích cực, từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới về giáo dục. Các cơ sở giáo dục đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, xây dựng kho bài giảng e-learning trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và triển khai chính phủ điện tử theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông. Sử dụng cổng thông tin điện tử theo mô hình điện toán đám mây có tích hợp các phần mềm quản lý điều hành trực tuyến. 100% cơ sở giáo dục trong tỉnh được kết nối Internet và được cấp email theo tên miền riêng, thuận tiện trong việc truy cập và bảo mật thông tin. Cùng với đó đã khai thác sử dụng hiệu quả các phòng học máy tính. Hàng năm tổ chức tập huấn nhằm giúp giáo viên nắm bắt tiếp cận với những đổi mới của công nghệ để áp dụng soạn giáo án và giảng dạy. Từ thực tế, những cơ sở giáo dục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuận tiện hơn, giáo viên giảng dạy hiệu quả hơn, học sinh học tập tốt hơn. Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, những năm gần đây, nhiều học sinh của Hà Nam đã tham gia và đạt giải cao tại các kỳ thi khoa học kỹ thuật, thi giải toán, vật lý, tiếng Anh qua mạng. Nằm trong khuôn khổ Ngày Hội Văn hóa Thái lần thứ 2 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10, tại tỉnh Điện Biên, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của 5 tỉnh dự ngày hội đã diễn ra, tạo nên một không gian văn hóa độc đáo, đa sắc của cộng đồng dân tộc Thái.
Đây là không gian trình diễn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Thái ở vùng núi tỉnh Thanh Hóa. Để dệt được những tấm vải thổ cẩm đòi hỏi người dệt phải trải qua rất nhiều công đoạn. Sản phẩm thêu dệt thổ cẩm truyền thống được làm hết sức tỉ mỉ, thủ công với những công cụ truyền thống nên chỉ những người phụ nữ mới kiên trì làm được. Mình nhặt cái hình tượng là con rồng là ý nghĩa biểu tượng cho con rồng cháu tiên của người Việt Nam. Còn cũng có thể mình nhặt các cái hoa văn rồi mình thích hoặc là các cái con chim, con quạ mình có thể nhặt lên để mình dệt thành cái tấm vải. Với cộng đồng dân tộc Thái, nghề dệt thổ cẩm được lưu giữ, trao truyền từ lâu đời qua các thế hệ. Mỗi một tấm thổ cẩm đều chứa đựng những nét đẹp trong tâm hồn, tính cách, thậm chí là thế giới quan, nhân sinh quan của người phụ nữ Thái. Rất mong muốn là qua cái đợt giao lưu này thì sẽ giới thiệu được cái nét đặc trưng của Thái Thanh Hóa đến với các bạn ở trên Điện Biên và tất cả các bạn ở trên, bạn bè ở trên toàn khắp đất nước. Tại không gian văn hóa trình diễn chữ Thái cổ cũng thu hút rất nhiều người xem. Dưới bàn tay tài hoa của từng nghệ nhân, những người am tường văn hóa Thái cổ, những đường nét thanh thoát của thứ ngôn ngữ riêng biệt của người Thái được tái hiện. Tiếc là cùng với sự phát triển của văn hóa và hội nhập, một số thành phần trong văn hóa dân tộc Thái đang bị mai một, nhất là chữ viết. Hôm nay gọi là tôi là viết cái gọi là cái thư pháp chữ Thái này là tặng cái lễ hội, là muốn là truyền cho thông điệp là chúng ta nên giữ gìn cái bản sắc văn hóa của dân tộc, nhất là cái chữ viết, là không để nó mai một. Đến với ngày hội văn hóa Thái lần 2, mọi du khách đều có thể tham gia trải nghiệm, tương tác để nắm bắt, hiểu rõ hơn về đặc trưng văn hóa, những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống trong cộng đồng, nét tinh tế trong văn hóa ẩm thực, nghệ thuật thêu thùa, cách thức tạo ra sản phẩm chăn piêu độc đáo của đồng bào Thái. Những năm qua, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên là địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy. Thực hiện đề án đưa công an chính quy về xã, lực lượng công an đang từng bước ngăn chặn loại tội phạm này, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong 2 năm trở lại đây, xã Thủ Sĩ đã xảy ra 9 vụ án ma túy, tiêu biểu là vụ án vận chuyển 28 bánh heroin với trọng lượng gần 10.000 gram do đối tượng Bùi Thị Tình và Trương Thị Thanh cầm đầu đều đã bị tuyên án tử hình. Trên địa bàn xã, nhiều đối tượng nghiện gây ra các vụ trộm cắp tài sản, gây rối trật tự. Thực hiện đề án đưa công an chính quy về các xã, huyện Tiên Lữ đã đưa 3 cán bộ chiến sĩ về đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã và công an viên xã Thủ Sĩ. Lực lượng công an đẩy mạnh hoạt động, nắm tình hình, tăng cường trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Trước đây thì phải nói là Thủ Sĩ là tôi được biết là mà tôi đã chứng kiến rất nhiều là một gần như một điểm nóng ấy. Mà đặc biệt như cái khu Ba Hàng này, nhất là cái khu bưu điện Ba Hàng này, thì một là các tụ điểm về, thứ nhất là thanh niên tụ tập này, nghiện hút này, và đã xảy ra, tôi đã chứng kiến là xảy ra rất nhiều. Thế và đến hiện tại bây giờ đấy, thì từ ngày đã có công an chính quy về đây thì thường xuyên là các anh ấy túc trực ở đây 24/24 này, và đã đi tuần tra kiểm soát này, thì đến hiện tại đến bây giờ tôi thấy là tình hình an ninh trật tự ở khu vực địa bàn Thủ Sĩ này tôi thấy rất là yên tâm. Xác định đây là địa bàn phức tạp, công an xã thường xuyên đến các hộ gia đình có thanh thiếu niên đua đòi, lối sống không lành mạnh để nắm tình hình. Xã tiến hành rà soát, đưa vào sổ theo dõi hơn 10 đối tượng nghiện. Cùng với đó, công an xã thường xuyên tuần tra vào ban đêm, đặc biệt là khu vực nghĩa trang thôn Ba Hàng, nơi các đối tượng nghiện thường xuyên tụ tập. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an cũng đã triệt phá 3 vụ án ma túy, bắt giữ 4 đối tượng. Gần đây nhất, vào ngày 4 tháng 9, công an xã đã bắt giữ đối tượng Đào Ngọc Quê ở thôn Ba Hàng và Nguyễn Văn Tơn ở thôn Thống Nhất đang sử dụng và tàng trữ ma túy. Người dân ở trên địa phương đã đi làm ăn xa và những nơi mà có những điểm nóng ở ma túy ở trên đó, thì có những người, người ta cố tình hoặc là thiếu hiểu biết thì người ta sẽ buôn bán. Và thứ hai là cái việc mà thanh thiếu niên hư trên địa bàn mà có cái biểu hiện hoặc là bị dụ dỗ vào ma túy thì chúng tôi đã có những cái mà báo cáo và xây dựng kế hoạch tuần tra mật phục. Nhờ sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an, tội phạm ma túy đang từng bước được ngăn chặn, góp phần giữ bình yên cho cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.